Hello các bạn đến với Cà So TV. Hôm nay thì đến tháng hè rồi nghe các bạn. Thì hai cha con mình quyết định đi câu cá. Bây giờ cha con mình sẽ đi đốn cần câu, cọc cần câu và đi câu cá. Rồi mình sẽ xuống bữa trúc của mình sẽ chặt cần câu nha các bạn. Let's go. Đây. Mình tới buổi trúc rồi nha các bạn. Rồi đi được rồi. Trưa này mấy con chim cút cu nó kêu quá. Đây, ông nội có con gà chụp lát ở trong đây, các bạn biết gà chụp lát không nè? Ở trong đó đó. Đây. Có mấy con chim gì nó đứng ở trên bụi tre. Đây là bụi tre nhà mình nha các bạn. Ồ, bụi tre bự, cây tre này nó bự quá, sao làm cần câu ta? Đây mình sẽ cho các bạn xem cây tre này nha các bạn. Đây là bụi tre gai, nó bự như thế này thì sao mà làm cần câu được. Thôi bỏ qua bụi tre này nha các bạn. Các bạn ơi, bên đây có bụi nước nhỏ chứ. Đúng rồi, mình câu cá lòng tông thì mình làm cần câu bằng bụi trúc này thôi nha các bạn. Đây bụi trúc đây. Rồi bây giờ mình sẽ lựa một cái cây nhỏ nhỏ thôi, mình chặt hai cây cần câu hai cho con mình câu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cầm máy quay để cho mình cầm chặt trúc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lựa một cái cây trúc cũng vừa vừa thôi nha các bạn. Tại mình câu cá lòng tông thì mình cũng không có làm cái cần nó bự lắm. Đây cây này được nè. Để chặt cho con cây này đi ha. Dạ. Đây là cây cần lòng tông. Bây giờ mình sẽ róc trúc nha các bạn. Giờ này ra vườn quá trời luôn. Nó đu theo hai cho con mình quá trời luôn các bạn ơi. Mình chặt riết đây, mình sẽ chạy vô nhà kiến nữa. Kiến mấy kiến hôi á. Kiến hôi mà kiến cái lọ kiến đen á. Cắn cũng đau lắm nha các bạn. Nẻ. Nó gan kiến nẻ mà các bạn. Rồi, trong một cây. Rồi cây này cho con nha. Dạ. À, để cho cắt ngắn ngắn lại đi. Cái cây này hơi dễ. Rồi đây xong cây cần câu cho cà so nha các bạn. Giờ mình để đây. Rồi mình chặt tiếp một cây nữa cho mình. Để coi. Để qua một. Rồi đi qua đây con đứa cho chặt cái đọt của cái trúc này. Đây dạ dạ dạ. Mình chặt ngay đây thôi. Rồi. Hay quá à. Cha mình đang gấp trúc nha các bạn. Nhỏ làm cha là chuyên gia, cha với Úc Tài là chuyên gia hơn. Chặt mấy cái bụi trúc cũng là cái bụi trúc này nè, hồi nhỏ là đang. Wow, chơi chuyên nghiệp dữ à. Chơi câu á, hồi nhỏ á. Nhớ lén lén là nội ra đây đốn trúc, đi câu bị quấn suốt. Còn giờ con xuống nè, cha dẫn con đi câu, đâu có bị quấn. Dạ. Bộ kiến thôi các bạn. Yeah. Rồi vậy là xong cái cần câu nữa nha các bạn. Rồi yeah. Bây giờ mình hai cho con mình sẽ đi vô rồi đi cột lưỡi để chuẩn bị chiến thôi. Dạ. Yeah. Cột lưỡi câu nha các bạn.
Cái này giờ lưới câu giờ người ta bán mình như vậy nè, là người ta có nhợ có phao sẵn rồi, giờ mình về mình chỉ cột vô thôi. Các bạn ơi, cái đây là mồi câu nha. À, đây là cơm nguội nha các bạn. Mình không có nhộng ong này, giờ mình lấy cơm nguội đỡ. Rồi đây là hai cây cần câu của hai cha con mình. Rồi cầm cần câu đây. Ơi đi, đi ra ngoài sau nhà nè. Rồi đi ra đây. Đây mình thấy có bầy cá sặc nha các bạn. Rồi rồi cha con mình sẽ quay mình câu cá ngay chỗ này nha. Rồi bây giờ là hai cha con mình bỏ mồi xuống câu nha các bạn. À. Đã không sao? Đây là lần đầu tiên con trai mình đi câu cá nha các bạn. Giờ cháu cũng hơi bự bự rồi nên thôi mình cũng tập cho đi câu chơi cho biết cho vui nha. Chứ ba cái này hồi nhỏ thì mình câu thường. Còn giờ lớn rồi mà bây giờ mấy đứa nhỏ giờ thì chú nó đi học thôi chứ nó không có mình đi chơi câu cá này kia nữa giống mình rồi đó. Quay mặt ra coi. Mồi cơm này làm như mấy con này nó không có khoái hung hay sao á ta. Thấy nó lội lội mà nó đi ghĩa thôi chứ nó không không có ăn mồi. Ừ trớt rồi. Con gì con có con nào giật cơm không? Ủa nó chê mồi của con hay gì á? Không có ăn. Rồi đây có một con chim chằn chài nó kêu quá trời luôn các bạn. Ngoài vườn này thì rất là nhiều chim nha. Con đó là con chim chằn chài mà nhiều người ta kêu là con chim bói cá các bạn. Rồi con hạ ra, hạ ra từ từ. Rồi. Đó, rồi. Ủa, con gì xanh xanh kìa? Ừ? Gì xanh xanh? Con xanh xanh là con gì? Ừ, con mấy cái con gì con đĩa á. Kệ nó. Con đĩa chơi. Ừ. Mồi này mấy con này nó chê mồi của cha con mình rồi. Mình kiếm mồi khác đi các bạn. Dạ cha con sẽ kiếm mồi khác nha các bạn. Không, bữa nay mình về trễ quá không biết có mồi gì không không rồi để bữa sau mình sẽ kiếm một cái tổ ong á, mình kiếm nhộng ong mình làm mồi nha các bạn. Nhộng ong thì nó sẽ nhạy hơn, còn cơm này thì tại vì không có mồi nên mình lấy đỡ. Mà chắc thất bại quá. Bây giờ không thấy con gì ăn hết trơn các bạn ơi. Câu cá này bắt cá không được kìa các bạn ơi. Chắc cha con mình chuyển qua phương án khác đó, cho mình rải mồi đi chài nha các bạn. Để coi kìa có tép cá gì không. Thôi mình dẹp mình câu đi, bữa nào mình kiếm được ổ ong rồi mình hả câu coi. Cũng còn rồi chứ. Nó không ăn. Thôi dẹp mình câu đi. Bữa nay câu mà không có dính à. Ê, giờ mình lấy chài mình đi chài nó thử.